Xin mến chào tập thể quý vị và các bạn. Chào anh chị em mà chúng ta thích đi phượt hay đi phượt. Hôm nay mình Toàn sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cái camera hành trình SGCam M20. Để chia sẻ cái camera này thì mình cũng muốn nói đến các bạn là hôm nay mình không phải là PR cho cái sản phẩm này, cũng không phải là quảng cáo cho một cái cửa hàng bán cái sản phẩm này, mà mình là một người tiêu dùng. Cái công việc của mình là hay phải đi xe máy và thỉnh thoảng mình thích đi phượt. Mình muốn lưu giữ lại những cái hình ảnh, những cái video đẹp của những cái vùng miền mà mình đi qua. Chính vì thế mà ngày hôm qua là mình đi mua con camera này, SGCam M20. Thì con camera này mình chia sẻ ở đây là chia sẻ với cá nhân của một người sử dụng. Chính vì thế mà có những cái gì mà không hiểu thì cũng mong quý vị bạn chúng ta hãy comment ở dưới video này để có thể những cái gì mà Toàn biết thêm được thì Toàn sẽ nhiệt tình để trả lời. Hôm nay mình Toàn xin giới thiệu đến quý vị bạn cái cách cài đặt camera hành trình 10-20 mà đang được đình đám ở trên thị trường ngày hôm nay. Đấy, thời gian này cái cách cài đặt để sử dụng nó để làm sao chúng ta tạo ra những cái video và cái những hình ảnh sắc nét và những cái video mà theo mong muốn của chúng ta. Thì con camera này thì như video trước thì Toàn có giới thiệu một số tính năng chính của nó rồi, thì Toàn cũng có nhắc lại, ví dụ như là nó quay video lên tới 4K, đấy, chụp ảnh thì lên đến 16MP, đấy, góc quay là 166 độ, pin của nó là 900mAh, nó có các cổng để sạc và kết nối với TV cũng như là điện thoại, màn hình thì là khá là sắc nét. Thiết kế thì nhỏ gọn, đây quý vị bạn thấy là nó đang nằm trong lòng bàn tay của Toàn này, đấy, rất là nhỏ gọn. Nó có khoảng là nặng khoảng 54g thôi. Chống nước, nó có cái hộp chống nước, đây hộp chống nước của nó đây. Thì hộp nước được thiết kế với một cái nhựa rất là trong suốt để chúng ta có thể ghi được những hình ảnh chân thực ở dưới nước. Đấy, và chống nước khá là tốt. Độ sâu chống nước của nó là lên đến 30m. Đấy. Đồng thời nó cũng có tính năng là giảm cái mắt cá đỏ, tức là mắt của chúng ta đỏ trong quá trình chúng ta quay video hoặc là chúng ta chụp hình. Đặc biệt nó là có cái chân dung. Đấy. Chân dung và pin của nó là lên đến 800mAh. Nếu mà chúng ta sạc đầy, chúng ta sử dụng không bật wifi lên thì chúng ta có thể sử dụng được 65 phút. Và nếu mà chúng ta bật wifi lên, đây cái nút wifi đây, chúng ta bật lên để kết nối điện thoại thì thời gian chúng ta sử dụng là khoảng 65 phút. Còn nếu không bật wifi là chúng ta sử dụng 75 phút. Đấy. Thẻ nhớ thì có thể hỗ trợ cái thẻ nhớ ở đây, lên đến cắm thẻ nhớ đây vào thì có thể hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 64GB. Đấy là những cái tính năng chính và cũng như là tính năng nổi bật của con SGCam M20. Đấy. Thì ở đây thì khi mà cài đặt thì quý vị các bạn chú ý là nó như một cái điện thoại của mình. Ở đây là cái nút, đây là nút nguồn, đồng thời cũng là cái phím trở lại. Cái nút này là nút để chụp ảnh và quay video và đồng thời cũng là cái phím OK. Trái là phím trở lại, phải phím OK. Đấy, quý vị bạn hình dung thế để chúng ta dễ dàng trong cái quá trình chúng ta cài đặt. Bên phía phải của nó là có cái cạnh, ở đây là xuống và đây là lên. Đấy, chúng ta ấn lên xuống để chúng ta chuyển đổi cho các mục. Đầu tiên thì quý vị và bạn chúng ta hãy ấn nút phím nguồn ở đây, phím nguồn này. Đấy, phím nguồn này chúng ta ấn giữ khoảng 3 giây. Đấy. Sau khi phím nguồn giữ 3 giây thì màn hình nó sẽ hiện lên để cho quý vị bạn chúng ta thực hiện các thao tác. Đấy, khi phím nguồn hiện lên chúng ta có thể ấn phím nguồn một lần này, hai lần. Đấy, chúng ta ấn hai lần để vào các mục để chúng ta cài đặt. Ở trong các mục này như mục ở đây quý vị bạn trên màn hình đang thấy là nó có, mình chọn đến mục nào là nó sẽ là hiện đến mục đỏ màu đấy. Thì ở đây là cái mục đang hiện là cái mục mà dành cho chúng ta sử dụng dưới nước. Thì khi nào mà chúng ta sử dụng dưới nước thì chúng ta vào cái mục này, chúng ta chọn mục ở trên này, ấn vào phím này chúng ta chọn để chúng ta sử dụng dưới nước. Còn thứ hai nữa, đây mình di chuyển một chút nhé. Đấy, đây là cái chế độ dành cho flycam. Flycam tức là máy bay mà quay video và chụp ảnh ở trên cao ấy. Đấy. Chế độ này chế độ dành cho chuyển động. Đấy, chuyển động tức là mình chạy bộ hay là các cái hoạt động chuyển động của mình. Và đồng thời là khi mà chúng ta cũng có thể là chúng ta quay video là chúng ta vào chế độ này cũng được. Tiếp theo là cái chế độ này là chế độ dành cho xe hơi, tức là nó sẽ giống như một camera hành trình dành cho xe hơi. Đấy.
Chế độ ở đây là chế độ mà nó điều khiển từ xa, tức là nó sẽ có một cái đồng hồ đeo trên tay để chúng ta điều khiển, kết nối đồng hồ và chúng ta điều khiển từ xa, giống như kiểu mà chúng ta điều khiển điện thoại với đồng hồ thông minh ấy. Và chúng ta quan tâm đến đây là cái phần, là phần cài đặt của nó là hình bánh xe đấy quý vị các bạn. Đấy, hình bánh răng này. Đấy, khi mà chúng ta ấn đây, chúng ta ấn OK. Đấy, ấn OK tức là ấn cái phím chụp ảnh này. Đấy, thì chúng ta chọn. Và ở đây rồi thì quý vị các bạn, chúng ta sẽ có các cái mục để chúng ta cài đặt. Và Bình Toàn cũng giới thiệu đến quý vị các bạn, những ai mà chúng ta mới sử dụng lần đầu, còn những ai mà biết rồi thì cũng cảm ơn quý vị các bạn chúng ta đã dành thời gian quý báu để xem video này. Phần đầu tiên là cái phần mà điều chỉnh độ phân giải. Độ phân giải ở đây. Đấy. Độ phân giải thì mình chọn mục nào thì nó hiện màu xanh mục đấy quý vị các bạn nhé. Đây là độ phân giải của nó, điều chỉnh độ phân giải. Thì chúng ta ấn cái phím ở bên tay phải này để chúng ta chọn. Độ phân giải ở đây nó có rất là nhiều cái chế độ phân giải, lên đến từ bé lên đến cho 4K. Đấy. Và ở đây thì tùy quý vị các bạn, nếu mà quý vị các bạn có thể chọn là HD hoặc là như mình ở đây, mình tư vấn cho quý vị các bạn thì chúng ta nên chọn cái Full HD tức là 1080 60 pixel. Chúng ta ấn cái này để chọn OK. Xuống, chúng ta ấn cái canh này để chúng ta kéo xuống quý vị các bạn nhé. Đấy, chúng ta ấn xuống. Ở đây là cái chế độ này là chế độ ghi đề video. Chúng ta ấn OK ở đây để chúng ta vào cái chế độ đấy. Ở đây chế độ về ghi đề video thì là nó sẽ phân cái video của chúng ta từ rất là dài, ví dụ 30 phút, 20 phút hay 15, 20 phút thành những video là 3 phút, 5 phút, 10 phút. Thì khi mà thẻ nhớ của chúng ta đầy thì nó sẽ tự động ghi lại những cái video mà chúng ta đã ghi trước đó thành những video nhỏ. Và nếu cái việc bạn chúng ta, nếu mà chúng ta không muốn thì chúng ta có thể tắt cái này đi. Theo mình là mình tắt đi. FOV là về cái góc quay. Góc quay ở đây thì là nó có các cái góc quay, như là thứ nhất đây là rộng, trung bình và hẹp. Thì đây như theo mình là mình chọn trung bình. Còn nếu mà khi mà quý vị các bạn chúng ta mà chọn rộng, là chọn rộng ở đây. Đây, khi chúng ta chọn rộng thì cái góc quay của nó có thể là nó quay được từ cái phía bên này. Đấy, từ cái phía ống kính bên này sang bên này thì cái hình ảnh nó sẽ là khó xem hơn là hình ảnh thẳng, nó sẽ là hình ảnh vòm. Đấy, nên mình chọn khuyến khích các bạn là chọn ở chế độ trung bình. Tiếp theo là cái chế độ này là chế độ mà quay trong điều kiện là thiếu sáng, thì chúng ta ấn vào để chúng ta chọn. Mình khuyến khích là chúng ta nên chọn on, tức là chúng ta bật nó lên. Đó. VFDR là chế độ quay ngược sáng. Đây, chế độ quay ngược sáng. Thì chúng ta vào là chúng ta ấn một lần thôi cái việc bắn nha. Chúng ta ấn hai lần nó lại trở lại về cái nút này này. Thì chúng ta nên bật cái này, chế độ này lên. Đấy. Gyro là cái chế độ trung dung của camera. Mà camera này là camera để chúng ta dành cho hành trình, nên mà chúng ta vào đây chúng ta mình khuyến khích là chúng ta nên để on, nên chúng ta bật nó lên. Tiếp theo là audio, là chúng ta về ghi âm thì ở đây mình cũng khuyến khích là chúng ta để on. Đấy. Âm thanh ở đây là dành cho chúng ta có thể là quay hoặc là chúng ta xem lại video, thì âm thanh ở đây là nó lên có đến 10 quý vị bạn. Đấy, nhưng mà để mà âm thanh chất lượng tốt thì chúng ta nên để ở số 8. Đấy, chúng ta chọn số 8. Đây là hiện ngày giờ xem ở video hoặc là hiện ở trên cái ảnh của chúng ta khi mà chúng ta chụp ảnh. Thì mình không muốn hiện thời gian nên vào đây là mình sẽ chọn tắt. Đấy. Đây là TV, cái sử dụng cáp HDMI để chúng ta truyền hình ảnh qua TV. Thì cái này chúng ta không truyền qua TV, chúng ta bỏ qua. OSD là đo sáng trọng tâm. Đo sáng trọng tâm ở đây thì quý vị các bạn chúng ta hãy bật nó lên. Đấy, chúng ta chọn on. Video file format, tức là chúng ta
định dạng video. Đấy, định dạng video. Thì chúng ta vào đấy chúng ta chọn tiếp. Nó có hai định dạng, MP4 là MOV. MOV thì nó sẽ tương thích với nhiều cái phần mềm hơn. Nhưng nó ngược lại, nó có một số phần mềm là nó sẽ tải chậm và load chậm hơn. Nên ở đây mình đang sử dụng một cái phần mềm mà Camtasia, nếu mà mình chọn là MP4. Còn nếu quý vị bạn ta mà chọn dùng phần mềm khác, chúng ta nên chọn MOV. Mình chọn MP4. Bit là tốc độ bit. Tốc độ bit ở đây thì mình cũng không cần quan tâm lắm, nhưng mà ở đây trong tốc độ bit này, ở đây trong tốc độ bit này thì quý vị bạn chú ý là khi mà chúng ta vào tốc độ bit là nó có cao, trung bình và thấp. Thì nếu mà chúng ta chọn ở chế độ cao thứ hai này, hai là cao, thì chúng ta chọn ở chế độ cao này là nó sẽ làm cho chúng ta có những cái video là có hình ảnh mà không có tiếng, hoặc có tiếng không có hình. Nên tư vấn của mình thì mình để chế độ trung bình. Đấy. Số mục tiếp theo đây là cái mục tiếp tin kép, tức là chúng ta quay một video hoặc chụp một ảnh thành hai ảnh đấy. Nhưng mà cái này thì mình không cần nên mình tắt nó đi. Đấy. Và đây là tự động quay phim khi mà chúng ta bật máy lên. Tức là chúng ta bật cái phím nguồn này lên máy khởi động, cái là nó tự động nó quay phim luôn đấy. Thì cái này cũng sẽ gây cái phiền cho chúng ta khi mà chúng ta lỡ bật lên mà chúng ta chưa muốn quay, nên mình khuyến khích là nên tắt cái này đi. Cái nút này nó rất là nhạy quý vị bạn, cái nút này này, thành ra là khi mà quý vị bạn nhấn cái mà chúng ta nhấn hơi lâu là nó sẽ ra cái tình trạng như mình vừa rồi. Tiếp theo là đây là cái size ảnh. Size ảnh thì tùy quý vị bạn chúng ta chọn. Đấy, thì mình đặt cái size vừa phải thôi, bởi vì mình chọn cái video là Full HD nên mình để cái file nó khoảng 10x20 thôi. Đấy, thì mình chọn 12MB. Về chất lượng ảnh, đấy, đây là chất lượng ảnh. Chất lượng ảnh thì quý vị các bạn nó có cao, chất lượng ảnh thì tốt nhất, trung bình và thấp thì mình để ở chế độ đầu tiên, file tức là cao. Đây là cái độ sắc nét của ảnh. Độ sắc nét của ảnh thì nó có các cái mục, ví dụ như là strong là cao nhất, độ sắc nét nhất thì mình chọn độ sắc nét strong. Ở đây là cân bằng trắng. Cân bằng trắng thì quý vị bạn mình vào cân bằng trắng, và tốt nhất là mình khuyến khích quý vị bạn nên để cân bằng trắng là tự động. Còn nó có các cái chế độ khác nhau, nhưng để cho nó cân bằng trắng tự động để cho video và ảnh của quý vị bạn chúng ta đẹp hơn. Tiếp theo là về màu. Màu sắc thì ở đây là mình chọn là bình thường. Còn nó có các hiệu ứng màu như là màu trắng đen này, rồi ánh đèn huỳnh quang, rồi ánh đèn điện, rồi nhiều mây vân vân. Đây, nhiều mây vân vân thì mình khuyến khích các bạn để chế độ là tự động bình thường. Đấy. ISO. ISO ở đây thì là mình không để cố định mà mình cũng khuyến khích là để tự động, để cho nó điều chỉnh cái ISO. EV là cân bằng trắng. Cân bằng trắng ở đây thì quý bạn chúng ta có thể là tùy cân bằng trắng, nhưng khuyến khích mình là mình nên để cộng 0.0. Đấy. RAM ở đây là dành cho những ai mà chúng ta chụp ảnh xong chúng ta đưa vào phần mềm Photoshop và chỉnh sửa ảnh, thì cái này quý vị bạn cũng không cần quan tâm lắm. Chúng ta có thể tắt vào để tắt cái này đi. Đấy. Chúng ta tắt cái này đi. Tiếp theo là cài đặt ở biển số xe. Cái này là dành cho mà khi mà chúng ta lắp đặt lên ô tô thì chúng ta chọn biển số xe. Đấy, vào đấy chúng ta chọn biển số xe. Nhưng mà chúng ta mà không chọn biển số xe thôi, chúng ta quay lại. Tên và biển số xe quý vị bạn nhé, thì chúng ta có thể quay lại. Đấy. Đây là cài đặt định dạng ngày giờ. Ngày giờ của cái máy M20 này quý vị bạn. Đây là định dạng ngày giờ của máy M20. Thì khi chúng ta ấn OK ở đây
Đây thì chúng ta vào cài đặt định dạng này giờ. Đây là ví dụ như là mình mới mua ở đây, nó cài đặt ở đây là năm 2018 này, tháng 5 này. À, mình di chuyển đấy. Đấy, mình vào đây đấy. Tháng 5 21 giờ 16 này, rồi định dạng này giờ này. Khi mà mình cài đặt xong ok và mình ấn ok bên này xong rồi mình lưu lại, mình quay lại. Cái này là tự động tắt máy. Tự động tắt máy ở đây thì mình để nó có 3 phút, 5 phút, 10 phút thì mình để khoảng 3 phút. Đây là ấn bàn phím khi mà chúng ta ấn ở trên máy. Đấy, cái tone. Đấy, cái back tone. Thì nếu mà chúng ta mà ấn on, chúng ta bật lên là nó có các tít tít như kiểu mà chúng ta ấn ở trên bàn phím của điện thoại ấy. Nhưng mà mình ở đây mình tắt đi để cho đỡ hao pin. Mục tiếp theo là cài đặt sáng đèn ở trên máy. Cài đặt sáng đèn ở trên máy thì các đèn này, ví dụ quý vị bạn thấy một đèn này, hai đèn này, đấy. Và bên này nữa là ba đèn này, đấy. Một đèn, hai đèn, ba đèn, đấy. Thì ở đây mình vào, ví dụ như nó cho mình sáng một đèn, hai đèn hay là ba đèn thì mình chọn là cho sáng ba đèn này, biết mình đang làm những cái việc gì. Mục này là tắt màn hình mà vẫn quay được. Đấy, tắt màn hình mà vẫn quay được. Thì ví dụ như chúng ta để cho nó 5 phút, 10 phút hay là bao nhiêu để chúng ta có thể tắt màn hình và quay được. Thì ở đây mình cứ để cho 5 phút và tắt màn hình quay được đi. Rồi, bởi vì chúng ta bật màn hình lên nhiều lúc nó tối mịt. Quý vị bạn cũng có thể là để màn hình để chúng ta theo dõi cũng được. Nhưng mà khi mà chúng ta cài lên mũ bảo hiểm hoặc là kết nối với điện thoại rồi chúng ta cũng không cần thiết, nên mình để 5 phút. Tiếp theo là quay ngược video. Quay ngược video thì ở đây khi mà chúng ta quay một video xong nó ngược video ấy, thì chúng ta muốn quay ngược lại ấy, như kiểu mà chúc đồng màu ấy. Quý bạn cứ hiểu như thế. Thì ở đây là mình khuyến khích là nên tắt đi. Logo mát không cần. Đấy. Với thứ hai, tiếp theo nữa là cái ngôn ngữ của M20 này. Thì nó có rất là nhiều ngôn ngữ, từ Pháp cho đến Trung Quốc cho đến Thổ Nhĩ Kỳ, rồi rất là nhiều. Nhưng mà rất tiếc là nó không có tiếng Việt. Thành ra là quý vị bạn chúng ta hay để tiếng Anh. Đấy, bởi tiếng Anh thì chúng ta dễ nhìn và cũng có thể biết được đối chữ. Chúng ta chọn tiếng Anh. Tiếp theo là Wi-Fi. Là Wi-Fi ở đây là chúng ta cài đặt cái Wi-Fi. Đấy, cài đặt tên cái Wi-Fi. Ở đây chẳng hạn như mình tên Toàn thì mình cài đặt là Toàn M20. Đấy. Thì sau khi mà cài đặt tên Wi-Fi xong thì chúng ta sẽ ấn OK. Đây, ví dụ như chúng ta sẽ chọn tên chữ cái mà viết hoa ở đây, chữ cái viết thường ở đây, số ở đây, và cái này là bỏ bớt ký tự. Đấy. Và khi sau khi được chúng ta OK, chúng ta nhấn nút này. Đấy. Và đây là Wi-Fi ở đây là cái Wi-Fi mà trên máy phát ra của các bạn nhé, để kết nối điện thoại chứ không phải là Wi-Fi Internet đâu. Internet tức là Wi-Fi này mình không sử dụng Internet được. Cái này là cái password của Wi-Fi. Thì khi mà chúng ta chọn vào pass ở đây, chẳng hạn như mình để cái pass của Wi-Fi của mình ở đây, các việc bạn chúng ta cũng có thể chọn. Đấy, chọn như mà mình chọn tên Wi-Fi. Đấy. Sau khi chọn chúng ta ấn OK. Về cái này là cái xóa. Xóa ở trong này thì nó có các mục, là một là xóa một cái video hiện tại, hoặc là chúng ta cũng có thể là cái mục là chúng ta xóa hết video. Đấy, xóa hết các file dữ liệu. Đấy, thì ở đây thì mình không cần xóa, mình quay lại. Tiếp theo là cái mục format, tức là định dạng lại cái thẻ nhớ. Định dạng lại thẻ nhớ thì ở đây mình toàn khuyến khích với quý vị bạn, khi mà chúng ta mà định dạng lại thẻ nhớ thì chúng ta nên để cái thẻ nhớ vào
của máy này để chúng ta đính trang lại, chứ chúng ta không nên cắm vào máy tính để chúng ta đính trang lại. Nhiều lúc chúng ta đính trang lại ở máy tính vào cái máy này là nó không nhận dạng một số cái đinh dạng, thành ra quý vị bạn cứ nghĩ là cái thẻ nhớ nó bị hỏng, nhưng thực chất là hai cái đinh dạng, một số cái đinh dạng nó không nhận dạng được. Đấy, chúng ta để vào cái máy này chúng ta định dạng lại thẻ nhớ, chúng ta xóa hoặc chúng ta định dạng lại. Và tiếp theo cái mục cuối cùng, mục tiếp theo là mục khôi phục cài đặt gốc, tức là cài đặt về cái hệ thống ban đầu của nó cài đặt đấy. Đấy, thì khi nào quý vị bạn mà muốn cài khôi phục cái cài đặt gốc, chúng ta vào cái mục này. Đấy. Và mục cuối cùng của nó là version, là cái thông tin và thông số của cái con SGK1020 này. Đấy. Đây model này, model 1020 này. Đấy, version bao nhiêu là ngày tháng năm sản xuất này, vân vân, là phim này. Đấy. Thì nó có ở đây. Đây thì trên đây là toàn bộ cái cách cài đặt cho con SGK1020. Và để cách sử dụng nó như thế nào, cũng như là cái cách lắp đặt nó với xe máy và cách kết nối nó điện thoại như nào, thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta hãy vui lòng nhấn cái nút đăng ký kênh để có thể đón xem những cái video tiếp theo mà để chúng ta biết cách lắp đặt cũng như là kết nối với điện thoại, hay là lắp đặt trên xe máy, hay chúng ta trong quá trình sử dụng. Và đây thì con này thì thưa quý vị các bạn là mình cũng mới mua ngày hôm qua, thành ra là có một số cái mà mình cũng chưa giới thiệu đến quý vị bạn hết được. Thì có vấn đề gì thì quý vị bạn cũng có thể comment ở dưới video này để nếu mình biết mình sẽ sẵn sàng để giúp đỡ quý vị bạn. Và xin rất là chân thành cảm ơn quý vị bạn đã dành thời gian quý báu của mình để xem video của kênh ngày hôm nay. Xin chào quý vị bạn và hẹn gặp lại quý vị bạn trong những cái video tiếp theo.